Ok, hello, xin chào các bạn. Hôm nay cái video này mình quay ở ngoài trời nên là cái âm thanh nó sẽ không có được tốt lắm như ở trong nhà. Nhưng mà nói chung là cũng phải bước ra ngoài thôi. Tại vì nguyên một tuần mà ngồi trong nhà riết bây giờ kiểu như nó hơi bị không có được bình thường lắm mấy bạn. Đối đối với một số bạn thì ok, cái thời gian cách ly ở Việt Nam hay ở Thái nó chỉ là một cái khoảng ngắn hạn nhất định, tại vì mấy bạn còn được ra ngoài. Nhưng đối với mình á, giống như mấy bạn nào mà đã xem qua video á, thì cái cuộc sống của mình nó không có được suôn sẻ ở những cái giai đoạn đầu của Covid đó. Nên là từ tháng 3 năm ngoái cho tới năm nay là mình ngồi ở nhà hết. Đấy, nên là cái nhu cầu giao tiếp của mình nó cũng cũng bị biến đổi rất là nhiều. Ok. Nên nói đi nói lại dông dài nãy giờ đỡ ra gì? Tức là bây giờ mình không có ai để nói chuyện hết thì mình phải nói với cái camera rồi mình nói chuyện với chó chẳng hạn. Mà nhắc tới chó thì đây là cái chủ đề chính hôm nay. Hôm nay mình sẽ review chó, nhưng mà không phải cái em mà đang ngồi kế bên này. Cái em này là cái em mình mới nhận nuôi cách đây, đã tính tới tuần hôm nay là tuần thứ ba thứ tư gì đó rồi. Nhưng mà không phải em này mà là cái em đang nằm ở bên này nè. Em đó thì khá là, nói chung là review chó thì không có gì thích bằng. Tại vì được nói một cách rất là vô tư, không phải đụng chạm tới ai hết. Cái em kia, để gọi em kia, cô ấy, come on, come, 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 come to papa, come, this way, this way. Cho em nó vô hình chút xíu. Cô ấy, Sophie, move, 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 move. Mấy bạn có thể thấy là hai em rồi cũng cả cạnh tranh ha. Em này thì mắc cỡ hơn xíu. Ok. Cưới sến này. Hôm nay mình sẽ review em này. Em này của nhà mình nuôi tới năm nay là cũng phải là năm thứ tư rồi, nên mình khá tự tin về cái tính cách cũng như là cái sự hòa hợp của nó so với gia đình mình hay không. Điều đầu tiên, tên tuổi anh đã biết rồi. Em này là em giống cái nha, chứ không phải giống đực. Ok, cái chủng của em thuộc gọi là Shetland Sheltie, chứ không phải là Collie nha. Collie á, các bạn thấy là Collie nó sẽ bự hơn một chút, còn Sheltie á, thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Chiều dài, đây là chiều dài tối đa của em này luôn ha, là khoảng 3 phần tư cái sải tay của mình. Đấy, và cái giống này á, lúc mà mấy bạn đem đi ra ngoài dịch vụ thì các bạn sẽ thấy là em này được xếp vô là dạng tầm trung mà hơi bự bự chút xíu. Ok, cái em này của mình á, thì do là mình nuôi theo kiểu cưng chiều, ít cho tập thể dục nên là em bị béo phì nhẹ. Shetland Sheltie á, thì thường không có được chuộng ở Thái cho lắm, và ngay cả Việt Nam cũng vậy. Một cái lý do đơn giản mà các bạn cũng đã thấy là em này có rất là nhiều lông. Ok, là nên là nếu mà nuôi nó ở những cái xứ nhiệt đới như vậy á, thì tội cho nó thôi. Tại vì không khí nóng, đặc biệt là những cái tháng nóng như là ở Thái thì là tháng bắt đầu từ đầu tháng 4 là các bạn đã thấy khá là nóng rồi, và tới đỉnh điểm như là tháng 7 vừa rồi, đầu tháng 7 là cực kỳ nóng, 5, 6, 7 nóng một cách rất là cực khổ. Thì những em này á, những cái tháng đó nếu mà mình đi làm như 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 mấy năm trước á, thì thường mình hay để cái quạt ra ngoài cho nó, nếu nó nóng thì nó ra đó, nhưng mà không biết nó có xài hay không. Nhưng mà nói chung là trong khoảng 3 năm đầu á, là nó ở ngoài, ngoại trừ năm nay là năm thứ, nó bước qua năm thứ năm á, thì nó ở nhà trong nhà với mình rất là nhiều. Thì mình không có thấy được cái đó một cách rõ ràng là nó điều với cái nhiệt như thế nào. Nhưng mà đối với cái giống này á, tại vì cái lớp lông của nó là nó có tới hai lớp. Một cái lớp
ngoài như là cái lớp màu này nè, như các bạn thấy thì rất là dễ chảy. Và cái lớp thứ hai á, là cái lớp lông tơ mình ở trong á, là để giữ nhiệt cho nó, nên là những cái con này nó hay rất dễ bị gọi là overheat cho nó ha. Và nhắc tới vụ lông thì một cái vấn đề rất là mọi người hay bàn tới là nếu các bạn nuôi chó thì các bạn ngoài việc chọn cái giống nó đẹp hay là nó xù xì, nó thế này thế kia, thì cái yếu tố thứ hai là cái khả năng chịu lông của chính gia đình bạn nhá. Nhà mình á, thì ở cái tầm bây giờ á, thì vợ mình thì hơi nhạy cảm đối với lông mèo, với cái những cái thay đổi về mùi, về thời tiết, thì nuôi em này thì thấy ok, nó đỡ hơn là cái lông con mèo. Và cái thứ hai là tại vì em này rất là nhiều lông, và một năm em này rụng lông là 3 lần, nên là làm các bạn phải phải chuẩn bị tinh thần với nó, là một tuần các bạn phải phải chải lông cho bé này ít nhất là 1 tuần 1 lần. Và tới lúc mà cái gọi là shedding á thì cái nhà của bạn không còn gì hết. Và đặc biệt em này thì mình hay ngủ chung với nó, mình cho nó ở trong nhà thường xuyên, nên là bạn phải nên có thêm một con robot, hoặc là chính bản thân bạn phải đi dọn lông của nó. Giống như mình ngồi đang ngồi ở đây đó, mà lông của nó mình có thể cầm, mình cầm hết nguyên một cái bàn tay luôn nè, không biết ở đây camera có thấy không, mà cầm hết luôn, nó rất là nhiều lông ha. Bây giờ thì nó còn trẻ nên là rờ nó rất là thích, còn tới lúc nó già thì lúc đó mình may ra mình làm thêm một cái video nữa là để xem coi là cái khả năng thích nghi như thế nào. Đó là về mặt lông lá ha. Còn tiếp theo nữa, cái mình muốn bàn tiếp nữa là cái giống Shetland này nè, nó là một giống chăn cừu, nên là về mặt tính tình á, là nó rất là thích herding. Herding có nghĩa là kiểu như Còn ném là đi, dù nhà còn ném đi bạn mà cho có cười con nít lụm đi chẳng hạn con, đi, mà con nít ném đi bạn con. chạy lung tung lung tung á, thì nó có Ừ, nhiều cười khả đang năng chờ á, con nó là nó con. chạy theo, nó sẽ cố Yeah, gắng nó dỗ cười đang con chờ bạn con để ném đấy, chạy cho ném đúng đi đây hướng, con. hoặc là kêu là đừng chạy lung tung nữa. Con đi À, cười và cái đi. tính cách đó mặc À, dù con là đi cười. ít được rèn luyện Ra là nhưng bập mà ra nó được vẫn hả? còn trong Ra bản bập. năng. À, một lần gần đây nhất lúc mình thấy Ra á, bập. là cái em Sophie này Ra nè, bập ra. em này Chloe, á là no. em mới về mà Chloe, em rất thích ruột con stay. mèo. Thì cái con này á, nó thấy như vậy, nó không phải là bay ra nó bảo vệ con mèo, mà nó kêu là ý là hả, cái con Sophie này nè phải làm theo như vậy, chứ không phải là cứ muốn chạy đâu chạy đó, thì nó lao theo nó ủi con này ra. Thì mình nhìn thấy cái đó nhiều lúc mà không biết phải mình diễn giải nó xa xôi quá hay không, nhưng mà thấy cũng khá là mát ruột đối với cái hành vi này đấy. Và đặc biệt là tại vì nó thích herding á, nên là và phần lớn các chó giống chó hay mấy bạn, nếu mà các bạn bỏ chạy hoặc là các bạn quăng trái banh cho mấy con này á, thì trời ơi các bạn khỏi nói luôn, nó rất là mê. Bé này lúc mà thời còn trẻ là mê banh một cách gọi là miệt mài luôn, và mình thấy được lại cái bản tính này ở cái em màu trắng bên này. Em màu trắng thì mình sẽ dành cho một cái video sau, hôm nay là chỉ nói đến em này thôi. Ok, đó là về cái một trong những cái tính của đặc trưng của con Sheltie này, Shetland Sheltie. Và tiếp theo nữa là chó thì phải sủa, ok, và các bạn cũng phải suy nghĩ một cách gọi là thật là kỹ lưỡng đối với cái giống chó mà các bạn nhận nuôi. Tại vì tùy theo cái lỗ tai, tùy theo cái tính của bạn nữa, mà đôi khi cái tiếng sủa của con này bạn nghe bạn sẽ cảm thấy rất là thích, còn đối với con kia bạn nghe xong là muốn chỉ muốn bay vô bạn đập nó. Cái này mình nói theo kinh nghiệm thật sự của mình luôn, tại vì những năm đầu em này lúc mới về nhà mình biết là nó gọi là cái từ tiếng Anh nó gọi là vocal á, vocal là thích sủa, thích tức là chó thì phải sủa, phải nói chuyện như người vậy đó. Nó rất thích sủa, nó gặp con khác nó cũng sủa, nó gặp người khác nó cũng sủa. Nhưng mà nó lại rất có chọn lọc ha. Chẳng hạn như bạn này mà gặp mấy bạn như Golden Retriever á,
thì khỏi nói luôn, nó tự nhiên nó tăng động một cách kỳ lạ vậy đó. Đấy. À, nhưng mà lại sổ không phải đâu, quýnh lộn, tùy con nha. Có những con á thì nó sủa xong cái mình cho hai con lại gần, nó ngửi ngửi nhau xong rồi là nó đi. À, còn có những con á thì bạn này sủa một cách kiểu như là muốn bay vô quýnh lộn luôn, chẳng hạn như bên hàng xóm bên kia có một con cũng màu trắng mà cái giống khác, nó nhìn nó có vẻ lúc nào nó cũng muốn khiêu chiến hơn á, thì bạn này bay vô là muốn kê cái mỏ vô là muốn táp cho con cái. Nhưng mà cái kiểu con này á thì lại là gọi là gì ta, dơ cao đánh khẽ, tức là nó chỉ bay tới nó há miệng ra thôi xong rồi nó rút về. Đấy. À, nên nên đấy là về mặt sủa. Mà cũng thêm nữa nha, cái sủa của con này thì nó nằm ở cái tầm, tức là về mặt âm thanh á, nó nằm ở tầm trung và hơi hơi cao một chút xíu thôi. À, còn đối với màu trắng kia thì thôi là mình chịu, thực sự chịu không nổi, nó không sủa thì thôi, mà một khi nó sủa thì nghe rất là chói tai, nghe khó chịu vô cùng luôn. Đấy. À, nên về mặt sủa, tiếng sủa ha, các bạn cũng phải chọn. Đấy, Golden Retriever mà sủa thì nghe cái giọng nó trầm và ấm. Còn Chihuahua mà sủa thì thôi rồi, ở tuốt, ở âm chép, bát, ở phía trên cao, chó nhỏ sủa cũng nhỏ mà sủa nhiều. À, còn quỷ này á, thì sẽ sủa ở tầm ở giữa giữa. Ok. Và cái một trong những cái điểm gọi là, không phải là cuối nữa, nhưng mà một trong những cái điểm bắt đầu nó trở nên hay ho hơn là đồ ăn. Ok. Đồ ăn cho chó thì tùy nhà nha. Nếu các bạn để tôi quay cái video này mà tầm chừng lúc tôi còn trẻ đồ á, lúc mà còn mười mấy tuổi á, thì con này chỉ ăn đồ ăn với chung với người thôi, ăn xương, ăn gà, ăn tất cả những gì người ăn. À, nhưng mà bây giờ làm lại video cũng cũng nuôi tới con này, tức là con này là con mà mình thật sự phải chịu trách nhiệm về nó đó. À, thì mình chuyển qua nuôi cho nó ăn đồ ăn của chó. À, một trong những lý do tại sao phải ăn đồ ăn của chó ở đây là gì? À, là tại vì nếu các bạn cho đồ ăn người á mà các bạn để nó ngoài đường thì không sao hết, còn các bạn cho nó ăn trong nhà thì có những lúc mà bụng dạ con này nó không có ổn thì cái thức ăn bạn cho nó sẽ thể hiện trên cái phân của nó. À, đặc biệt ví dụ một cách rất là rõ ràng luôn. À, và nhiều bạn mà nuôi chó lâu năm ở đây các bạn sẽ thấy, nếu các bạn cho nó ăn đồ của Pedigree chẳng hạn đi, là cái loại đồ mà rẻ nhất trên thị trường. À, một cái hộp đồ ăn này của nó chỉ tầm có 1 đô hay 20 ngàn thôi, so với một cái hộp mà của cái gì, mấy cái hiệu mà xịn xịn hơn chẳng hạn mà bao bì rất là đẹp, đồ của châu Âu, của Mẻo gì đó, nó ăn vô ỉa ra hai bãi nhìn biết ngay là bãi nào bãi Pedigree, bãi nào là bãi 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 vớ vẩn. Đấy. Rồi tại vì em này nhiều lông nữa nên là các bạn cũng phải mua những cái thức ăn mà chuyên về lông cho nó, để thứ nhất là lông nó ít bị rụng, để cho các bạn đỡ khổ trong nhà nữa ha. Cái này nhìn chó mà đẹp thì mình cũng thích, mà người ngoài rời vô cũng thích. Đấy. Con đi đâu? Cúi. Can you stay? Can you stay with papa? Or you want mama? You want mama or papa? Okay. Là đồ ăn ha. Và đồ ăn cỡ đấy cũng khá tốn. Tại vì một bao 10 15 kg đồ bên này á, là hai tính tính 3.000 đi, mình đội lên chút xíu là khoảng 2 triệu, 2 triệu mốt 2 triệu ba gì đó một bao. Đấy, mà ăn thì ok, bạn này ăn thì một ngày cho ăn hai bữa, buổi sáng với buổi tối thôi, buổi sáng là buổi sáng chính cho ăn khá là nhiều, còn buổi tối thì ăn nhẹ thôi. Đấy. Đó là đồ ăn. Và tiếp theo nữa, và vẫn theo chủ đề lông, tức là các bạn thấy lông như vậy thì một là các bạn phải tắm cho nó, cái thứ hai là các bạn đi cho ra ngoài spa. À, và spa thì không rẻ, spa ở bên này mình mua theo lượt, tức là 12 lượt là tầm khoảng 4.000 mấy á, đúng không ta, 501 lần, là 4.000 mấy.
Đúng rồi, tại vì mua combo thì nó rẻ hơn xíu. Đấy, thì em này đi ra ngoài Sa Pa mọi người rất thích, tại vì tính tình nó dễ chịu á, nên là người ta chải lông, người ta tắm cho nó không có cắn bệnh bạ, nên là mọi người khá là thích. Đấy. Rồi điểm tiếp theo là gì con? Điểm tiếp theo là gì? Điểm tiếp theo và điểm mà quan trọng nhất của những người mà muốn nuôi chó là tính tình cái con chó đấy. Tính tình con này thì khỏi chê. Mà mình chỉ nói chỉ con này thôi nha, tại vì nhiều lúc các bạn bắt đầu nuôi con này mà cái tính của bạn cũng bạch trợn, không có giống ai á thì thôi thì nó cũng khác. Con này mình lấy nó về là lúc nó khoảng hơn 3 tháng tuổi, nên là Quá mình kinh lấy nó từ tuổi. nhỏ, nên là cái tính của nó là sẽ hiện phần lớn theo cái bản tính của mình và theo cái cách nuôi của mình. Ok. Đó, con không muốn à? Con muốn ai ra hả? Con muốn chơi, không muốn ngồi đây quay phim à? Dạ. Ê, come on, Sophie. Come on, come here. Come here. Ê, come here, sit. Ish, sit down. Con này lúc mình lấy nó về là lúc nó 3 tháng tuổi, nên nên là cái tính của nó sẽ được thể hiện qua thời gian theo cái cách mình nuôi. Đấy, hỏi cho mấy con đi chơi đi. Bây giờ tại má nó thức dậy rồi nên là chúng nó bị sao lãng. Cái giống này á thì không hiểu sao chứ chó thì phải chọn chủ. Thì mục đích ban đầu của mình mua nhận nuôi cả hai con chó hiện giờ của mình đều là nhận nuôi của người khác hết, chứ mình không có bỏ tiền ra đi mua. Thì nó sẽ chọn chủ, và cái ý định ban đầu á, là mình định nhận về để cho cái con Chloe này nè nó làm bạn với lại con mình, và để cho nó gọi là con thú đầu tiên của mấy bé vậy đó. Nhưng mà cuối cùng nó lại chọn mình ha, là chủ của nó, nên là cũng là một cái fail plan đối 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 với mình. Thì nó mặc dù nó chọn mình là chủ, nhưng đối với con mình á, hoặc là đối với vợ mình á, cái tính của nó rất là điềm đạm ha, nó không có thể hiện một cái sự manh động đối với mình. Đấy, và cái giống này á, thì cái tại vì nó năng động và nó hiểu một số cái câu lệnh nhất định, chẳng hạn như hai bạn này mà kêu mà hỏi là Chloe, do you wanna walk? Nó nhìn mặt mình một cái là bắt đầu nó sáng lên, nó tăng động lên liền, nó hiểu mình nhìn thích lắm kìa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lúc mà nó có nhu cầu, nó muốn đi chơi hoặc là nó muốn có một cái sự chú ý á, thì cái bé này bé không có thể hiện một cách mạnh mẽ như là bé màu trắng đâu, mà cái bé này bé để cái miệng lên trên gần mặt mình, lên trên đùi mình. Và cái này là một hành vi khá là phổ biến đối với các loài chó. Là có hai cách. Một là nếu mà nó để cái bất kỳ một cái phần thân thể của nó trên 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 người bạn á, là nó thể hiện cái thứ nhất là cái sự ownership. Cái thứ hai là nó muốn thể hiện một cái nhu cầu. Nếu bạn phải phân biệt được hai cái này ha, sẽ xem như thế nào. Thì đối với cái con Sheltie này á, thì nó thể hiện một cái nhu cầu. Và sau khi nó làm cái đấy xong mà mình respond lại á, tức là mình có phản ứng, mình vuốt ve hoặc là mình dắt nó đi ra ngoài chơi, rồi nó rất thích cho mấy bạn. Phải nói là và bản thân mình cũng cảm thấy thích khi mà mình làm được cái điều mà nó muốn ha. Và chỉ ghét một cái là tại vì cái giống này giống như hồi nãy mình nói á, là đi dắt nó ra ngoài thì thích, nhưng mà lại gặp mấy con chó khác thì thôi rồi, bực mình lắm ha. Đấy, nên là cái đấy nói chung là về tổng quan của cái bé Sheltie này. Ok, và nếu các bạn đã xem được tới cái lúc này của cái video á, thì mình rất là cảm ơn mấy bạn ha. Thì video này đơn giản là nói gì chó tâm sự để mà chia sẻ thôi, nên nó cũng không có gì gọi là educational hay là analytic giống như là hồi xưa mình nói ở cái kênh này như vậy nó đơn giản là tám chuyện nhiều hơn là những cái chủ đề kia. Và đến đây thì xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video, chia sẻ tám chuyện, và chúc các bạn ở nhà phòng dịch một cách gọi là vui vẻ an toàn. Ok.